Có nên nhổ cỏ tận gốc rễ hay không? Giang Phong, Hoa Nguyệt Nữ, hai người thì không mai, để lại qua căn cho bổn công chủ phục thôi. Công chủ, nếu như cô không nỡ ra tay, thuộc hạ xin làm giùm. Tại sao? Tại sao ta phải giết họ như vậy? Nghe chưa? Dạ. Ngoài việc bắt tụi nó chết, có thể bắt họ còn đau khổ hơn chết nữa không? Cách mà đau khổ hơn dĩ nhiên là có. Nhưng mà đứa bé nhỏ như vậy vốn không biết cái gì là đau khổ. Nói đúng lắm. Vậy có phải đợi khi họ biết được đau khổ mới có thể cho họ chết không? Công chủ cao kiến, chỉ cần để họ không lớn lên người, tàn sát lẫn nhau. Người thiệt là hiểu được ý của bổn công chủ. Không thèn danh là hầu qua hậu sứ của bổn công chủ. Bây giờ mình tách hai đứa nó ra. Một đứa do Ngọc Ly Hoa cùng nuôi dưỡng nên người, dạy cho nó Ly Hoa bí cấp của Ngọc Ly Hoa cùng. Một đứa khác giao cho Yến Nam Thiền, nói với hắn là vợ chồng Giang Phong đã bị giết, liệu hắn phải đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng thành người, dạy nó võ công, để mai này trả thù cho cha mẹ nó. 20 năm sau, hai anh em tụi nó ngang sức với nhau, chúng ta sẽ an bài cho tụi nó quyết đó. Chừng đó, dù là ai đánh bại ai, ai đã giết ai, thì mình sẽ nói ngay với hắn, người mà hắn đã giết là anh em ruột của hắn. Tới chừng đó, cho dù ai đánh thắng, hắn cũng sẽ đào cổ suốt đời suốt kiếp. Giang Phong, Tiền Nhật, nỗi đau khổ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong của hai người, chỉ đành để lại cho con cái người gánh chịu thôi. Ý kiến này thiệt là hay. Nghe vô nha. Thuộc hạ có. Người đem thằng này giao cho Yến Nam Thiền đi. Dạ công chủ. Để tiền cho việc nhận ra sao này, ta phải để lại cái giáo trình mặt của nó. Người vừa sanh ra đã được an bài với một số mạng bi thảm, một số mạng còn bi thảm hơn cha mẹ của người. Dần lại đi. Dạ công chủ. Ngoan, con đừng khóc nha. Cô thương con nhiều. Cô sẽ cố gắng nuôi dưỡng con nên người, truyền hết võ công của Ngọc Ly qua cùng cho con. Ta sẽ đào tạo con thành một người tráng miệng.
sau này người sẽ theo ý của ta để quyết đấu với anh em ruột của người. Người phải đích tài giết chết anh em ruột của người. Người phải đích tài giết chết anh em ruột của người. Chết rồi, giờ Giang công tử hỏi không biết ra sao. Bà xã, thật ra mình không nên bỏ lại Giang công tử mà đi đâu. Đêm khuya như vậy đừng nói chuyện này nữa. Giang công tử là người tốt mà, không sao đâu. Mình ở lại gây phiền phức cho họ thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi là người tốt đó. Ông chủ, là tụi con đây nè. Ai, thiệt là mẹ hết hồn. Hai người đã đi đâu hả? Sao bà lại tới đây? Còn hỏi nữa hả? Tôi hỏi cậu thì đúng hơn. Biếu đi tìm bà mụ mà sao đi lâu như vậy? Bà mụ đâu? Đừng nhắc nữa, hồi nãy chúng tôi đã gặp người dữ. Đúng đó. Ủa, cậu mở tôi ra sao rồi? Sau khi cậu bỏ đi đã có bốn người hình dạng quái lạ tới giật đồ của công tử. Vậy sao? Đáng lẽ công tử nhà ngươi đã đuổi đi bốn tên đó rồi, ai dè bọn họ đã trở lại. Sau đó sao? Sau đó lại có một người Ngọc Ly Hoa Cung tới đó. Sau khi tới đó đuổi chúng tôi đi. Kế đó ra sao thì chúng tôi không biết. Cậu còn trẻ chạy nhanh hơn, hay là trở về coi coi đi. Phải nữa. Tôi phải về coi mới được. Phải cẩn thận nha. Mà, hay là anh đừng đi về, phải đi với chúng tôi đi. Bọn người đó dữ lắm. Anh đi rồi em sợ quá. Không được, tôi phải đi coi. Ê, anh Cầm à. Sao không thấy? Các người, người dám gạt chúng tôi hả? Ta gạt các người sao? Bảo tàng của Yến Nam Thiền các người đã lấy chưa? Người còn hỏi hả? Người coi chúng tôi bị gõ xin cả đầu luôn. Lấy tiền của người không thể đền bù lại. Các người thật không lấy sao? Người tới đây làm chi? Tới đây làm gì vậy? Vậy người tới đây làm gì vậy? Thì tới đây lục coi. Lục hồi nãy giờ chắc bảo tàng của Yến Nam Thiên nhất định ở trong mình của nó. Mình chắc qua thân nó coi. Coi thử có không. Nó nói không có mà. Chắc coi. Tôi đã nói không có mà. Có phải là người của Ngọc Ly Hoa Cung đã lấy đi không vậy? Không sai, là Ngọc Ly Hoa Cung. Bị xỉu rồi đó. Thôi mình đi đi. Đi. Anh Cầm. Anh Cầm. Anh Cầm à. Anh Cầm. Anh Cầm. Anh Cầm à. Giang Minh, đại thọ 90 của Lý Đại Hiệp. Ngươi tặng cái cây kiếm này cho ẩn, thiệt là quá tầm thường nè. Ê, tại ngươi chưa biết thôi. Có con người thiệt không lộ tướng. Để ta thử lợi hại cái cây kiếm này coi thử đã hả? Có thiệt khẳng đó hả? Ê, đừng nói nhiều. Ngươi đem một lạng bạc ra đây, ta thử cái kiếm này cho ngươi coi. Coi này. Ôi trời, sắc bén vậy. Bắn quá.
Lý Đại Hiệp đức cao trọng vọng, ngươi tặng cái kiếm này cho ổng thiệt là xứng lắm đó. Tốt quá. À đúng rồi đó. Tốt quá. Nhộn nhịp quá. À Lý Lão Tiên Sinh, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Chúc mừng Lão Tiên Sinh. Cảm ơn. Lý Lão Tiên Sinh, chúc mừng. Chúc mừng Lý Lão Tiên Sinh đã có 90 lần là họ sanh thiên kìa. Chúc mừng. Chúc mừng Phúc Duy Đông Hải. Cảm ơn. Thọ tử Nam Sơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn các vị. Ê, có khách tới rồi. Ê, có khách tới rồi. Khách tới rồi. Vị anh hùng này có người nhờ ta gửi món quà này cho Lý lão gia. À, xin lỗi các hạ nhận lời gửi thác cho ai vậy? Yến Đại Hiệp, Yến Nam Thiên. Yến Đại Hiệp, Yến Nam Thiên. Ông còn dặn ta nhờ Lý lão gia hãy mở gói quà này ngay. À, Lý lão gia mở ra đi, mở ra coi đi. Mở đi, mở ra đi, mở ra đi. Áo thỏ. Áo thỏ. Người làm như vậy là ý gì vậy? Nếu người muốn biết hãy đi hỏi Yến Nam Thiên đi. Yến Đại Hiệp là người ngay thẳng, trung can nghĩa đảm, quyết không giỡn chơi như vậy đâu. Thật ra ngươi là ai vậy? Ngươi hãy nói mau ra. Nếu như không, ngươi đừng hòng bước ra khỏi chỗ này. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ta muốn đi, ngươi cản nổi ta sao? Lên. Ta nói thiệt với người, ta là Yến Nam Thiên. Ờ, thì ra Yến Nam Thiên. Ta còn chơi với người để cho vui mừng một chút. Ai ngờ cái thằng già như người là không có tình điệu gì. Thiệt làm cuộc hứng. Cuộc hứng. Người nói người là Yến Nam Thiên à? Tại hạ muốn được thọ giáo. Yến Nam Thiên, tại sao người giả mạo tình ta đi làm chuyện bậy bạ? Nói. Yến Đại Hiệp, thiệt là xin lỗi vì văn phong bị ta làm như vậy. Nói bậy. Ngũ điệu của ta không phải là người như vậy đâu. Ngươi đừng nói sao không, coi chừng ta lấy mạng của ngươi. Xin đừng. Văn phong trong lúc nguy ngập biểu ta báo với người, vì ta không biết hành tung của người nên mới dùng hạ sách này thôi. Vậy văn phong có phải ở quán trọ của Đoạn Liệt Kỳ không? Ồ, thì ra đâu vợ chồng đó là Đoạn Liệt Kỳ hả? À phải. Lúc ta rời khỏi họ, họ đã bị nguy hiểm lắm. Yến Đại Hiệp, ngươi hãy đi cứu họ đi. Nghĩa đệ. Yến Nam Thiên, vợ chồng Văn Phong đã bị chết, nhưng mà họ có để lại đứa con. Ngươi hãy nuôi dưỡng nó nên người, dạy nó võ công, để sau này trả thù cho cha mẹ nó. Hẹn ngày tái ngộ. Nghĩ đi, nghĩ đi. Nhị tẩu, thập nhị tinh tú, thank you.
ngươi đừng lo, ta sẽ giết hết họ để trả thù cho cha mẹ ngươi. Còn càng lớn thì càng giống như cha con. Mai này nhất định sẽ chết nhiều con gái lắm. Ta nhất định chăm sóc cho con đàng hoàng. Vì Giang Phong, ta quyết không bạc đãi con đâu. Giang Phong, Giang Phong, Giang Phong, ngươi có biết lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã thích ngươi rồi không? Trong những ngày ngươi dưỡng bệnh, mỗi ngày ta nhìn vào chiếc áo này, chỉ mong ngươi được sớm ngày lành lại. Sau đó ngươi và con tiện nhân bỏ đi. Việc ta có thể làm hàng ngày chỉ là nhìn vào chiếc áo này để tưởng niệm tới ngươi. Giang Phong, cái mùi tiểu nhớ một người như thế nào, người có biết hay không? Người có biết hay không chứ? Mỗi lần tưởng nhớ tới người, chỉ đành dùng cách này để giảm bớt đau khổ cho mình. Mỗi lần nhớ tới người là ta tự rạch mình một đường. Rốt cuộc đã khiến trên tay của ta đầy vết thương. Giang Phong, người có biết cái mùi tưởng nhớ tới một người là như thế nào không? Người có biết hay không? Người vĩnh viễn không biết đâu. Một người bắt ta suốt đời suốt kiếp phải bị hành hạ như vậy sao? Người cho ta biết đi. Giang Phong, người cho ta biết đi. Vào đi. Chuyện gì? Hôm qua hữu sức cầu kiến. Kêu hắn ở ngoài chờ ta. Dạ. Bẩm công chủ, Yến Nam Thiên đã lấy đi một thằng nhỏ khác. Tôi đã theo dõi nó. Từ nay hành động của họ mình sẽ được rõ ràng. Kha, người làm rất là kha. Kế hoạch này thì không sơ hở chút nào. Làm việc cho công chủ, nghệ vô nhà nên tận tâm tận sức. Nhưng mà tiếc là ta phải chờ 20 năm. Ta phải chờ 20 năm mới có thể nhìn thấy một trận ác chiến khiến cho ta mát bụng. 20 năm thấm thoát sẽ qua, 20 năm sau thuộc hạ với công chủ sẽ nhìn thấy họ anh em tàn sát lẫn nhau. 20 năm. Ta phải chờ 20 năm. Một năm có 365 ngày, mỗi ngày có 12 canh giờ. Ta phải chờ mỗi một canh giờ đi qua. Trong lòng của ta như lửa cháy vậy. Công chủ, công chủ, công chủ.
công chúa. Ngươi có biết không, kẻ yêu thích ngươi nhất bấy lâu nay đã ở bên cạnh ngươi, cũng như ngươi đã phải chịu sầu khổ và tương tư. Công chúa, đừng khóc nữa nha, ngoan, đừng khóc hả? Có phải đói bụng không? Hả? Ăn miếng bánh đi nha. Có lẽ ta phải đi tìm sự người cho người uống. Hử? Bú no chưa? Sao khi không lại không chịu bú sữa vậy hả? À, đừng có khóc nữa mà, đừng khóc đi hả? Ngoan, ngoan, hả? Ngoan nè. Thím Hai. Hả? Ngươi làm gì đó? Thím Hai à, đứa bé nào của tôi đã mấy bữa không được bú rồi, thím cho nó chút sữa bú được không? Đi ra ngoài trước đi. Ra ngoài trước đi hả? À, đứa bé cũng dễ thương quá hả? Mẹ nó đâu? Mẹ nó bỏ nó rồi sao? Đã qua đời rồi. Vậy ngươi lần đầu tiên làm cha phải không hả? Không cần phải lo. Vô đây với tôi. Vô đây. Hả? Vô đây. Đừng có khóc. Ngoan nha, nằm xuống đã. Đưa coi coi. Chà, chà, nó đái ướt hết rồi. Để tôi thay tả cho nó. Vậy sao? Tôi thật là dài quá, tôi không biết chăm sóc cho đứa nhỏ. À, màu lắm. À, nè nè, lát nữa sẽ nín liền đó. Đừng có thím khóc Mai nữa. À, hả? Làm phiền thím chuẩn bị cơm nước cho tôi và chăm sóc cho đứa nhỏ này. Ông đi đâu vậy? À, tôi ra ngoài chút việc, lát sẽ trở về ngay. Ngươi cả gan dám tới bất kỳ đường của ta sao? Thank you.
thập nhị tinh tướng của các người có phần giết chết nghĩa đệ của ta, vợ chồng Giang Phong. Cho nên ta phải tới tìm các người để trả thù. Ý này vậy bà, chuyện này không mắc mấy tới hai chúng tôi đâu. Nãy gà chó heo khỉ đó, bốn người họ làm, hãy tìm họ thanh toán được chứ không phải chúng tôi đâu. Không phải đâu, thiệt là tức chết cái thằng mất dịch. Ngươi không có đạo nghĩa. Đạo nghĩa? Ngươi thiệt là khờ quá đi. Chỗ này là chỗ nào hả? Bất nghĩa đường đó. Nói đạo nghĩa hả? Thì tới chỗ khác đi hả? Bây giờ có cả nhân chứng tang chứng, các người chết cũng không nhắm mắt chứ. Khoan đã, nhưng mà vậy lần này chủ mưu không phải là chúng tôi. Nếu như người giết chết chúng tôi thì là bất công với chúng tôi đó. Đúng như vậy, chúng tôi vì ngay là người ta thôi. Nghe lời ai? Thì là người của Giang Phong, Giang Cầm đó. Giang Cầm? Không sai, chính là Giang Cầm đó đưa tiền chúng tôi, nói là Giang Phong đã cất giữ bảo tàng của người bị chúng tôi đi tìm, nếu tìm được thì sẽ chia hai. Vậy vợ chồng nghĩa đệ của ta bị trúng độc, ai đã hại độc hả? Thì chính là Giang Cầm. Hắn nói là đã hạ độc ngay từ đầu rồi. Thứ độc đó sẽ phát ra từ từ, đợi khi chúng tôi ra tay thì vợ chồng Giang Phong sẽ chết tức khắc thôi. Được, bây giờ chuyện của các người phải nói đã nói hết rồi, nên chịu chết rồi chứ. Ngươi còn gì để nói hả? Hay là lần này mình làm một ký giao dịch đi. Giao dịch gì? Nếu ngươi chịu tha cho chúng tôi sẽ cho ngươi biết hành tung của Giang Cầm ở đâu. Đúng vậy, ngươi đừng có giết chúng tôi. Nếu ngươi giết chúng tôi sẽ không biết hành tung của Giang Cầm ở đâu, mất công cho ngươi đi tìm thôi. Hay là đừng giết chúng tôi đi nha hả? Giang Cầm ở đâu hả? Có phải ngươi không giết chúng tôi không? Đừng lôi thôi nữa, bây giờ Giang Cầm ở đâu? Ở cốc ác nhân. Cốc ác nhân? Không sai, vì hắn sợ bị ngươi đuổi giết nên đã đi núp ở trong cốc ác nhân. Ý Nam Thiền, ngươi nói không giết chúng tôi mà. Ta không nói là không giết các người, cũng không nói là giết các người. Ta phải phế đi dọ công của các người, để các người không còn hai người nữa. Ủa, ngươi là đại hiệp, sao ngươi nuốt lời hả? Thành toán cái quỷ gì? Ngươi đã biết Giang Cầm bị ta đánh gục mà, sao bị Yến Nam Tiên vào cốc ác nhân để tìm chứ? Hắn tìm không được, chừng ra thanh toán ngươi thì ngươi sẽ biết mùi đó. Lần này Yến Nam Tiên vào được cốc ác nhân thì nhất định ra không nổi. Nếu như không, ta cũng đủ cầm dùng cái này đi gạt hắn vào trong hả? Ha, bà, đứa nhỏ này dễ thương quá, mình làm ở đâu vậy hả? Giờ rồi có ông khách qua đường gửi nó lại, lát nữa sẽ trở về đó. Lát nữa mà. Hả? Có sợ người đó bỏ lại đứa nhỏ không trở về không? Dĩ nhiên là không rồi. Bà xã của ông à, nhìn người một cái biết người tốt người xấu liền à. Ngoan ngoan, đừng khóc nha. À, đại gia, về rồi hả? Thím Hai. Hả? Cơm nước được chuẩn bị xong chưa? Ây da, tôi không biết ông về sớm như vậy nên chưa có chuẩn bị. Vậy làm phiền chuẩn bị lớn kho cho tôi đi. Sáng sớm mai tôi phải lên đường. Ông phải lên đường? Vậy đứa nhỏ này làm sao? Đúng rồi. Thank you.
lại giao qua sông hả? Phải. Tại sao chỗ này không có ghe vậy? Đại gia, chỗ này hễ có người qua sông toàn là do tôi lấy bè đưa qua thôi. Hả? Đại gia, chiếc bè của tôi chắc lắm đó. Đại gia, tôi cũng lấy mắt lắm đâu. Thôi được. Đại gia, để tôi giúp đỡ cho. Ngươi muốn gì? Ngươi thiệt là khờ. Đã biết vào tới cốc ác nhân mà còn dễ tin người như vậy. Ngươi biết ta là giết người không nháy mắt văn chung hả không hả? Ngươi muốn sao? Ta muốn ngươi tự tử. Ngươi dám? Nếu như không, ta sẽ liền đứa nhỏ này xuống nước. Ta sợ ngươi cho liền đứa nhỏ này xuống nước. Nó bỏ mạng rồi. Được, ngươi không tin hả? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà. Bây giờ ngươi tin chưa? Tư Mã Huynh à, chúng tôi đã chờ ngươi lâu lắm rồi. Tư Mã Huynh, không cần thấy ngại đâu. Đoạn đường kiếm Tư Mã Huynh nhớ lầm. Ở dòng 300 dặm có ai mà không biết à? Ngươi là bảo của chúng tôi mà, chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi ra qua. Mời 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 mời. Là chỗ này rồi đó. Hả? Chúng ta tới rồi. Ê! Ê! Các người không cần chờ nữa. Các người không cần chờ nữa. Tư Mã Huynh đã tới rồi đó. Hả? Này chị này chính là Tư Mã Huynh. Đoạn trường kiếm Tư Mã Huynh. Quả nhiên khí khái phi phàm. Hân hạnh được gặp. Chúng tôi đã đón chào từ lâu. Mời. Ôi à, được biết Tư Mã Huynh gia nhập vào cốc ác nhân. Chúng tôi đã chuẩn bị cơm nước rồi đó. Ủa, Tư Mã Đại Hiệp còn mang thêm một đứa nhỏ dễ thương như vậy hả? Để ta ẵm cho. Ê, không cần. Mời ngồi, mời ngồi. Đúng rồi, mời ngồi, mời ngồi. Nghe nói Tư Mã Huynh ở Thiếu Lâm đã giết chết 108 hòa thượng, ở Võ Đường là giết chết 72 đạo sĩ, và đã giết chết 88 ni cô của Nga Mi phải không hả? Đừng nói chuyện dư thừa. Bữa nay ta tới đây có một chuyện cần. Xí, đã tới đây rồi cũng có chuyện gì cần chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Tư Mã Huynh à, từ xa tới thăm chúng tôi. Mời ngươi một ly. Cạn ly đi. Tư Mã Huynh đang mời ngươi một ly. Ủa, tại sao cứ muốn vậy? Sợ trong rượu có độc sao hả? Vậy thì ta uống trước nè. Tư Mã Huynh quả nhiên hay thiệt. Thật ra trên giang hồ có ai không biết Tư Mã Huynh rành nhất về thuật hạ độc và kiếm pháp chứ hả? Nếu như hạ độc trước mặt người khác nào là múa rìu mà mất thợ chứ. Ê, đừng nói chuyện bằng thừa đoán đất mũi rồi, cầm đũa đi nha. À, ngon quá ha. Các ngươi. Chuyện gì đây hả? Tư Mã Yến Nam Thiền. Không ngờ ngươi cũng bị mắc mưu. Thật ra đoạn trường kiếm Tư Mã Yến thật sự đã ở đây đó.
Ta biết nội công của Yến đại hiệp rất cao, nếu như hạ độc trong rượu nhất định không thể qua mặt. Vậy vậy các ngươi, cho nên ta đã thoa thuốc độc vào đôi đũa, chỉ cần ngươi cầm vào thì sẽ bị trúng độc. Tiếp á, tiểu nhân đi ổi. Ngươi tỉnh rồi hả? Ngươi đừng có dùng vậy nữa. Mười yếu huyệt trên mình ngươi đã bị chúng tôi điểm rồi. Hơn nữa có nhiều dây xích xiền ngươi lại, cho dù là Tề Thiên Đại Thánh cũng chạy không thoát đâu. Thật ra các người là ai? Ở trong góc ác nhân dĩ nhiên là người dữ, người xấu rồi chứ. Chúng tôi quy ẩn trong này lâu năm, có lẽ Yến đại hiệp không nhận ra chúng tôi rồi. Không sai, chúng tôi chính là kẻ ác nhân ghét tiếng nhất, nổi tiếng nhất trên giang hồ này đó, biết không ạ? Ta là Tiếu Lữ Đằng Dao, ha ha nhi đó. Còn ta hả? Ăn thịt người không cần nhả xương đó, Lý Miệng Bự. Coi bộ thịt của Yến đại hiệp thiệt là dài quá đi rồi, khó nuốt ruột quá đi. Ê, nuốt không vô thì đừng có ăn, ta sẽ đối phó tử tế với người lắm đó. Yến đại hiệp có biết không hả? Hay chính là Đào Kiều Kiều tinh thông thuật giả dạng, thủ đoạn của bà ghê gớm lắm đó. Các người muốn gì? Không, bắt được Yến đại hiệp, Yến Nam Thiên lừng lẫy giang hồ, sợ chúng tôi còn làm khó ngươi sao? Nhưng mà vài hôm nữa chúng ta sẽ mở đại hội đồ hiệp, chừng đó thì ngươi sẽ biết chúng tôi muốn gì. Sai, đúng lắm. Yến đại hiệp tiếng tâm gian dội, chừng đó chúng tôi sẽ chiêu đãi ngươi đàng hoàng đó mà. Chừng đông rủ rồi mới hậu hắn đàng hoàng nha. Các ngươi không còn dịp này nữa đâu. Các ngươi chưa biết thôi, ta đã luyện thành võ công có thể tự giải quyết được mà. Đừng nói là 18 quyết thôi, cho dù các ngươi điểm hết các quyết trên mình của ta, ta có thể tự giải được mà. Lý Miệng Bự, Hai Nhi, Đạo Kiều Kiều, các ngươi ra đây. Thừa lúc nguy ngập lấy mạng người ta, vậy là hành vi của đại hiệp sao? Giết người vô số, thần đảo quy y, giáng xuống lâm. Các cờ quả nhiên sáng mắt, nhưng mà bây giờ là đại hạch giết người, quy y cứu người. Ở trong cốc ác nhân, mọi việc đã thành, thiện ác đảo lộn, khó phân tốt xấu. Ngươi là đại hiệp lừng danh giang hồ, ngươi lại đi làm chuyện này thì khiến người phải thở than. Đám người trong đó đã làm toàn những chuyện xấu thôi, những người họ chết cũng đáng mà, tại sao ngươi lại cản tay giết họ chứ? Giờ rồi đại hiệp cũng đã giết người vô số kể, vậy trong thâm tâm của họ thì ngươi cũng là ác nhân mà thôi. Thật ra nếu như ngươi muốn lấy mạng của họ còn có một cách đơn giản, cần gì phải vất vả như rồi chứ? Vậy thì cách gì? Hừm.
người có thể giết ta trước. Để không ai cứu chữa các người này thì không lâu họ sẽ chết từng người thôi. Ngươi thật không sợ chết sao? Sợ hay là không sợ không có phân biệt gì. Trên giang hồ ai nấy đều gọi người là đại hiệp. Nếu nói là như vậy là tốt hay xấu, ngươi phải tự biết phân biệt chứ. Nếu như ngươi chỉ hành hạch chuyện nghĩa ở bề ngoài, nhưng thật ra thì lén giết người vô tội, như vậy lại có khác biệt gì với dĩ vãng của đám người này? Vậy ta cần gì phải năn nỉ một khung nội giết người không chớp mắt chứ hả?